Chuyên gia soi kèo bóng đá FI88 gửi anh em cá cược bóng đá tips soi kèo trực tiếp ngon ăn nhất của trận Hàn Quốc với Bồ Đào Nha ngày 2 tháng 12 năm 2022. Được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng Hàn Quốc của ngôi sao Son Heung Min lại bất ngờ bại trận 2-3 trước Ghana. Trận thua ở vòng đấu thứ 2 đẩy đội tuyển xứ Kim Chi vào thế khó. Họ mới có một điểm sau trận hòa với Uruguay, đang tạm xếp thứ 3 tại bảng H và sẽ phải đụng độ đội bóng mạnh nhất bảng là Bồ Đào Nha ở vòng đấu cuối. Mặc dù hai đội chưa từng đối đầu nhưng có thể dễ dàng nhận định đại diện của châu Á không thể so sánh với đối thủ về mặt đẳng cấp. Bồ Đào Nha lại đang thi đấu rất hay với sự tỏa sáng rực rỡ của sao MU Bruno Fernandes. Sau chiến thắng 3-2 trước Ghana ở vòng đấu mở màn, họ tiếp tục có chiến thắng 2-0 trước đối thủ rất mạnh là Uruguay. Các ngôi sao của đội tuyển như Ronaldo, Bruno, Felix, Leao, Pepe đều đang thi đấu với phong độ cao. Bồ Đào Nha đã sớm giành vé đi tiếp với ngôi nhất bảng. Lịch sử đối đầu, hai đội chưa từng đối đầu, phong độ hiện tại, 10 trận gần nhất, Hàn Quốc thắng 5, hòa 3, thua 2, 10 trận gần nhất, Bồ Đào Nha thắng 7, hòa 1, thua 2. Tiếp soi kèo trực tiếp cá cược châu Á hiệp 1, chọn Hàn Quốc được chấp 0,25 trái. Dự đoán trực tiếp tài xỉu hiệp 1, chọn xỉu 1,25 trái. Tiếp soi kèo trực tiếp cá cược châu Á cả trận, chọn Bồ Đào Nha chấp 0,75 trái. Dự đoán trực tiếp tài xỉu cả trận, chọn xỉu 2,5 trái. Tiếp soi kèo trực tiếp bóng đá châu Âu, chọn Bồ Đào Nha ăn 1.57, dự đoán tỷ số hiệp 1, Hàn Quốc, Bồ Đào Nha 0-0, dự đoán tỷ số cả trận, Hàn Quốc, Bồ Đào Nha 0-1.